Minh Khương đang tới đến điểm bắn pháo hoa. Tuy nhiên là đường đến đấy rất là đông, đông đến mức nhích từng bước. Bầu trời chứng tỏ rằng là đất nước Việt Nam đang được khởi sắc, cũng như là dịch Covid sớm qua đi để người dân tiếp tục với cuộc sống bình thường. Tuyệt vời quá. Minh Khương giờ lại cùng với hàng ngàn trái tim để đang hướng về các màn bắn pháo hoa để mừng ngày du lịch tại đẹp quá. Ở tỉnh Nghệ An. Đẹp
màn bắn pháo hoa rất là tuyệt vời. Từ trước đến nay Minh Phương đây là lần đầu tiên xem trực tiếp bắn pháo hoa, hình như là không phát được trực tiếp thì phải. Em quá tuyệt vời quá, biết được bao nhiêu phút rồi, đổ lên. Quảng trường Bình Minh thuộc địa phận Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Hôm nay là ngày 8/4/2022. Những màn bắn pháo hoa thật là tuyệt vời.
xem màn bắn pháo hoa tại quảng trường Bình Minh thuộc Cửa Lò, tỉnh Nghệ An diễn ra thật là tốt đẹp. Đặc biệt hơn là khi mà có lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là chứng tỏ một điều là dịch bệnh Covid lui lại một bên để cho chúng ta tiếp tục với cuộc sống bình thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào. Đây, ba anh em. Đoạn video tại quảng trường Bình Minh thuộc Cửa Lò, tỉnh Nghệ An gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và luôn luôn đạt những thành tựu trong cuộc sống. Xin kính chào và